phải bàn, lòng không vô tướng nhẹ nhàng, chim trời giải thoát non ngàn tìm đâu. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã kệ xong. Dạ, bây giờ thấy hết giờ rồi. Dạ, kính mời Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thu, kính cảm ơn cô tu nữ Thầy Duyên. Này giá, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, sa thú đành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tự Đức đã tiên phong ôn bài pháp quốc kinh số 92. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Xích Quang Thanh, xích Thi Na, xích Trần Đạo, xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên ôn bài và bây giờ cũng đã đến giờ học bài mới. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng trước khi chúng ta được đọc. Nam mô Bích Hà Dạ, Nam mô Thầm Mà Dạ, Nam mô Sân Khà Dạ. Nam mô Ta Sa Phá Gà Quà Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tha Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi. Việc làm mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri vẹn toàn. Nam mô Bích Ha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng viên sự ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 93. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa và Nhật Quỳnh cảm ơn Rạng Đông đã cho bài học. Dạ sư có nghe được âm thanh con không? Bạch sư sẽ cho con một tín hiệu con kính nhân bích đánh sư ạ. Dạ sa thủ con kính nhân bích đánh sư. Dạ, sa thú lần thai kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Dạ, xin hỏi bà con nghe âm thanh có rõ không? Dạ, nghe nhưng mà hơi nhỏ. Dạ, rồi. Chúng tôi sẽ chỉnh lên. Rồi bây giờ chắc là ok rồi. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính tri ân bà con đã cho biết là nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú với câu kệ số 93. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần.
Rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ Pháp Cú số 93 gồm có 6 đoạn. Chúng tôi chưa có thấy đây. Đoạn thứ nhất. Yassa sawa parikhina. Yassa sawa parikhina. Đoạn thứ hai. Ahare cha anisito. Ahare cha anisito. Đoạn thứ ba. Sunyato animitto cha. Sunyato animitto cha. Đoạn thứ tư. Vimokkho yassago charo. Vimokkho yassago charo. Đoạn thứ năm. Akase wasakunta nang. Akase wasakunta nang. Và đoạn thứ sáu, đoạn cuối cùng. Pa đằng ta sa du ran na yang. Pa đằng ta sa du ran na yang. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn một của câu kệ chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên, yassa sawa, đây là một hợp từ chúng ta tách ra yassa cộng với là a sawa. Yassa là quan hệ đại danh từ. Giá chia theo cách thứ sáu số ít. Thành ra giá xá mình dịch ra là của ai, của người nào. Cách thứ sáu là sở thuộc cách. Thành ra mình thêm chữ của. Của ai, của người nào. Asawa, asawa. Danh từ nam tánh vị ngữ á. Chia theo chủ cách số nhiều. Thành ra nó có cái hình thức là a. Asawa dịch là các lậu hay là những lậu hoặc. Đó là từ Hán, còn mà từ tiếng Việt đó mình dịch là các sự nhiễm ô hay là những sự nhiễm ô. Từ thứ hai, parikhina. Parikhina là parikhina. Chia theo chủ cách số nhiều. Thành ra nó có cái hình thức là parikhina. Đây là một cái quá khứ phân từ của động từ parikhiyati. Parikhiyati. Thành ra parikhiyati có nghĩa đó là kiệt sức. Hết sức, đuối, rồi là gì đó, khô cạn. Ở đây danh từ đó, mà danh từ này được thành lập từ cái động từ thụ động thể, thành ra mình dịch theo thụ động. Kiệt sức nè. Ngài Hòa Thượng này dịch đó là đoạn sạch nè. Đoạn tận. Đã được đoạn sạch, đã được đoạn tận. Chữ kiệt sức, hết sức ở đây đó mình hiểu đó là cái mãnh lực của lậu á, nó không có còn đủ sức nữa để mà nhấn chìm chúng sinh vào ở trong vòng luân. Thì ở đây các ngài dịch theo cái lấy theo cái nghĩa bóng vậy đó. Là đã được đoạn tận, đã được đoạn sạch. Rồi đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên ahare, ahara. Ahara chia theo đối cách số nhiều. Đây là cách thứ hai số nhiều đó. Ahara dịch là vật thực.
Thì số nhiều đó mình dịch đó là những vật thực hay là các vật thực. Chữ chá là liên từ có nghĩa và. Chữ cuối cùng anicito. Anicito đây là một hợp từ chúng ta tách ra á cộng với là nicita. Mà nicita đó là quá khứ phân từ của động từ nicejati, động từ thụ động. Nicejati có nghĩa ra là dựa vào, nương nơi, rồi là lệ thuộc vào. Thì thụ động thành ra mình dịch đó là dịch thêm chữ bị. Bị dựa vào, bị nương vào, bị lệ thuộc vào. Rồi tiếp động ngữ á là phủ định. Thì thành ra đó mình dịch andisito đó là không dựa vào, không nương nơi, không lệ thuộc vào. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên sunyato là sunyata chia theo chủ cách số ít. Thành ra nó có cái hình thức là ô. Sunyata là sunyata có nghĩa là tánh không hay là không tánh. Đó là Hán tự. Còn mà nghĩa tiếng Việt của mình là trống rỗng. Sự trống rỗng. Từ thứ hai animito. Animito là animita chia theo chủ cách số ít. Animita là một hợp từ chúng ta tách ra á cộng với là nimitta. Nimitta đó là tướng hay là hình. Để thêm tiếp động ngữ á là phủ định, là không tướng, không có hình. Dịch theo tiếng Hán đó, dịch là vô tướng. Xin lỗi quý vị, hai từ này đều là tính từ ha, vì nó có một cái từ ở đằng sau đó, quý mốt khô ở cái câu tiếp theo đó. thì hai câu này nếu mà viết lại văn 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 xuôi đó thì mình phải viết ra là sunyato quý mốt khô chá animito quý mốt khô chá. Mình phải viết vậy. Thành ra sunyato nè, rồi là animito đó là tính từ bổ nghĩa cho chữ quý mốt khô. Và khi tính từ nó bổ nghĩa cho một danh từ đó thì nó phải là đồng số, đồng cấp. Tức là nó chia cùng số, cùng cấp. Danh từ ở đằng sau mà số ít thì là mấy tính từ này cũng phải số ít. Danh từ ở đằng sau đó cách thứ nhất thì các danh từ ở trước này cũng phải chia theo cách thứ nhất. Sunyato là tánh không. Animito đó là vô tướng. Rồi, chữ chá là và. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên quý mốt khô, quý mốt khá chia theo chủ cách số ít. Quý mốt khô là sự giải thoát. Giá xá là quan hệ đại danh từ giá chia theo cách thứ sáu số ít. Cách thứ sáu là sở thuộc cách, thành ra giá xá ở đây mình dịch đó là của ai, của người nào. Từ cuối cùng gocharo là gochara chia theo chủ cách số ít, thành ra nó có cái hình thức là ô. Gocharo mình dịch đó là mục trường hay hình xứ. Hình xứ tức là cái chỗ đi lại. Mục trường là mình dịch theo chiếc nghĩa, chiếc tự. Rồi chúng ta bước sang đoạn tiếp theo.
Đoạn này có hai từ akasewa. Akasewa đây là một hợp từ chúng ta tách ra akase cộng với là ý quá. Akase là akasa chia theo cách thứ bảy số ít, cách thứ bảy gọi là định sở cách. Akasa là hư không mà chia theo cách thứ bảy thì thành ra mình thêm một cái trạng từ vô là trên hư không hay là trong hư không hay là giữa hư không. Rồi y quá đây là một cái bất biến từ so sánh. Y quá có nghĩa là giống như, ví như. Từ thứ ba, sakunta năng là sakunta chia theo cách thứ sáu số nhiều. Sakunta dịch ra là con chim, a bird. Rồi trong tiếng Anh đó, họ còn dịch thêm một cái nghĩa nữa đó. Họ cho mình biết chính xác cái con chim này đó là con chim cơn cơn. Nhưng mà thôi, ở đây chúng ta lấy nghĩa con chim là được rồi. A bird. Mà chia theo chủ cách số nhiều kiểu này mình dịch ra là của những con chim. Rồi, chúng ta bước sang đoạn cuối cùng. Đoạn thứ 6. Đoạn thứ 6 gồm có 3 từ. Từ đầu tiên, phá đăng. Phá đăng là phá đá chia theo đối cách số ít. Thứ hai số ít. Phá đá là dấu chân hay là dấu vết hay là vết tích. Trong trường hợp này đó, chứ còn chữ bá đá này có nhiều nghĩa. Ví dụ như chúng ta đang học cái bộ môn gọi là thăm má bá đá, thì thăm má bá đá đi theo cái chữ thăm má đó, thì bá đá đó có nghĩa là cú câu. Còn bá đá ở đây đó là dấu chân, dấu vết, vết tích. Từ thứ hai, tá xá, đây là một chỉ thị đại danh từ. Tá chia theo ngôi thứ chia theo cách thứ 6. Chỉ thị đại danh từ ngôi thứ 3 chia theo cách thứ 6 số ít. Cách thứ 6 số ít thành ra nó có cái hình thức là tá xá. Dịch ra là của người ấy, của vị ấy. Đu rành đại danh. Đu rành đại danh ở đây là một hợp từ chúng ta tách ra đu cộng với là rành đại danh. Răng nãy răng nãy răng á thì kỳ thật ra đó thì cái này đó, cái từ đun đu răng nãy răng này đó là đu cộng với là an nãy giá, an nãy giá đó, mà vì hai nguyên âm nó đi liền với nhau vậy đó thì thành ra người ta sẽ thêm một từ. Có khi đó thì người ta thêm chữ đá, còn có khi người ta thêm chữ r, có khi người ta thêm chữ tá. Thì trong trường hợp này vì ở trước nó đã là chữ 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 đá rồi, thành ra không có thêm chữ đá nữa, mà cũng không có thêm chữ rá, xin lỗi, chữ tá, là vì chữ tiếp theo đó là n, là nó nằm trong nhóm tá rồi. Do đó người ta mới chọn chữ R. Thì cái này, cái mấy cái luật này nó cũng phiền toái phiền phức lắm. Thành ra chúng ta biết vậy là được rồi. Đu cộng với là anh nói giá, anh nói dân. Anh nói dân là anh nói giá. Chia theo anh nói giá, anh nói giá, anh nói dân chia theo anh nói giá chia theo đối cách số ít, thành ra nó có hình thức là ăn, giống như là bát đăng vậy. Thì anh nói giá là một quá khứ phân từ của động từ an quê tí, mà an quê tí đó có nghĩa là
theo sau, follow, đi theo với, go with. Thành ra thêm thêm cái tiếp đầu ngữ đu có nghĩa là khó. Thành ra là đu ran nó văn nó dịch đó là khó theo sau, khó đi theo. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch đó là khó tìm. Bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi nè. Dịch văn xuôi. Sa hòa các lậu hoặc giá xá của người nào rít bị đoạn xa. Cha và Anisito, Anisito không có lệ thuộc vào Ahare các loại vật thực. Các loại vật thực đó xem như đó là một mệnh đề. Rồi cái mệnh đề tiếp theo, Gucharo hành xứ giá xá của người nào là Sunyato Vimokko, kêu là không tánh giải thoát. Chá và Animitto Vimokko, vô tướng giải thoát. Đó là hai mệnh đề cái bắt đầu mới nối bằng cái động từ thi. Thì phá đăng dấu vết hay là dấu tích hay là dấu chân tá xá của người đó, đu ran na văn khó đi theo được. Hoặc là dịch theo ngài Hòa Thượng Minh Châu đó là khó tìm được. Ý quá giống như sa kun ta năng ba đăng, cái dấu chân của những con chim AKC trên hư không hay là giữa hư không. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 93. Kính thưa cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiếc nghĩa từ vựng và dịch việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 93. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho pakkawa buddhang pakkawantang abhivadimi Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn Đức Chư Tăng. Phước báo phát sinh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương Đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp tại râm pháp cú kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 93. Câu kệ này nằm trong phẩm Arahatavakka, phẩm A La Hán, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại
Quê Lúc Anh Á, Trúc Lâm, đề cập đến trưởng lão Anuruddha Theravada. Xin thưa với quý vị, cái cuộc đời của ngài trưởng lão Anuruddha rất là dài và cũng có rất là nhiều cái sự việc, sự kiện, hiện tượng xảy ra ở trong cuộc đời của ngài. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta biết để mà nói rằng duyên sự, thì duyên sự này nè là cái gợi mở để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ, câu kệ Bali mà chúng ta mới vừa học chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi đó. Do vậy đó, cái cuộc đời của ngài Anuruddha này nè chỉ đề cập đến các cái khía cạnh để hỗ trợ cho chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong cái câu kệ này thôi. Tức là đề cập đến một số khía cạnh. Khía cạnh này nè là những cái gợi mở cho chúng ta hiểu ý nghĩa ở trong câu kệ. Còn mà cái cuộc đời hoàn thiện của ngài Anuruddha đó thì chúng ta có thể đọc ở trong nhiều loại sách như là Chataka nè, hoặc là Thánh Nhân Ký Sự nè, hay là sau này có một ông cư sĩ gì đó quên, gì Điền Điền đó, ông có viết ra một cái cuốn sách là cuộc đời của ngài Anuruddha. Thì xin thưa với quý vị, ngài Anuruddha đó là em của ông hoàng Mahanama và là em cô cậu với Đức Thế Tôn. Ngài Anuruddha kêu kêu Đức Thế Tôn bằng anh, huynh. Rồi ngài Anuruddha này đi tu đó thì quý vị biết lý do không? Đó là dòng họ Sắc Giá đó gọi các thích tử đó đi tu để mà bảo vệ Đức Phật. Đó, thì thành ra đó là thanh niên Anuruddha này nằm trong số những người đó, tức là đi tu để mà bảo vệ Đức Phật. Sau khi đi tu xong, được Đức Thế Tôn ngài dạy cho thiền định, chứng đắc được thiên nhãn thông, nhưng mà chưa có chứng đắc được đạo quả chi cả. Rồi tiếp sang ngài Xá Lợi Phất, ngài dạy cho Đề Mục Thiền Quán, nương theo Đề Mục Thiền Quán đó thành tựu được đến tam quả, tức là trở thành bậc thánh A-la-hán. Và rồi sau đó Đức Thế Tôn ngài là tiếp tục dạy cho Đề Mục Thiền Quán, nương theo lời dạy của Đức Thế Tôn, tôn giả Anuruddha này đã phát triển và thành tựu được cứu cánh đời sống phạm hạnh, trở thành vị thánh A-la-hán tu tuệ phân tích. Và rồi sau đó đó, được Đức Thế Tôn ngài ban cho cái danh hiệu là Đệ Nhất Thiên Nhãn. Đó là cái lý lịch trích ngang của ngài Anuruddha đó. Đó để chúng ta biết. Và nương theo cái câu kệ này nè, thì khía cạnh đề cập đến ngài Anuruddha này đó là một lần nọ ngài Anuruddha này đó, ngài nguyện đầu đà mặc y phấn tạo. Xin thưa quý vị, ngài xuất thân từ dòng tộc Sắc Giá vậy đó, nhưng mà ngài cũng mặc y phấn tạo. Do đó, đó là có năm, tức là có mùa hạ đó, ngài cũng nguyện cái hạnh đầu đà là đi tìm vải rách để mà may y mặc.
thì ngài đi tìm các nơi xem coi ở đâu mà có vải rách đó, thì lụm về để mà may y mặc. Thì bây giờ có một cô tiên nữ ở cõi trời 33, cõi trời Đao Lợi, cô tên là Chalini. Thì cái cô này đó tiền thân tức là hai ba kiếp trước cổ là vợ và tiền thân của tôn giả Anuruddha này. Cổ biết được ngài đang đi tìm vải rách để mà may y phục vậy đó, thì thành ra đó là cổ mới lén đem vải của trời xuống. Nếu mà đưa tận tay ngài thì chắc chắn là ngài không có nhận rồi đó. Thì thành ra đó là cổ canh trên đường đi của ngài đó, thì cổ mới quăng mấy cái sắp vải này vào ở trong cái mấy cái đống rác đó. Đó, ngài đi tới ngài thấy cái bắt đầu lụm đem về. À, thì khi mà ngài lụm đem về, xin thưa quý vị, giải trời thì dĩ nhiên đó là nó rất là tốt rồi. Có thể nói là nó còn tốt hơn là lụa Hà Đông bây giờ nữa đó, hoặc là lụa Thái Tuấn nữa đó. Cái ngài xin hỏi quý vị còn nghe rõ không? Alo. Dạ cảm ơn quý vị. Đó, ngày lụm về ngày may y, xin thưa quý vị, thì trong quá trình may y đó có Đức Thế Tôn, rồi có tôn giả Xá Lợi Phất, có tôn giả Mục Kiền Liên và rất là đông chư tăng đến để mà phụ may. Thì cái y này đó vải chư thiên mà thành ra rất là mịn màng, rất là tốt đẹp, đại loại vậy đó. Trong lúc mà Đức Phật cùng với các cái vị đại đệ tử hỗ trợ cho tôn giả Anuruddha để mà may y đó, đó thì cái vị tiên nữ đó đó thấy có thể nói đó là các đại cao thủ võ lâm đang quy tụ vậy đó, thì cái công đức vô lượng vô biên đó, do đó đó mới đi vô ở trong xóm, trong làng, trong thành phố đó, kêu gọi bà con đem vật thực đến cũng được. Thì xin thưa với quý vị đó là người ta đem đến các cái loại thực phẩm thượng hảo hạng đó, cúng dường rất là nhiều. Rồi ngài Mục Kiền Liên đó, ngài cũng dùng thần thông, ngài đi tìm trái cây về nữa, cho nên có thể nói đó là thức ăn phục vụ ở trong cái buổi lễ may y cho tôn giả Anuruddha đó rất là thịnh soạn, rất là nhiều. Ăn xong đó, trong chú giải, trong cái duyên sự này nói đó là không có hết mà còn lại một đống to nữa. Thì bây giờ các cái vị sư hay là chư tăng đó, mà cụ thể đó là phàm, thấy vậy cái bắt đầu mới nói đó, trời ơi, mấy cái người này họ cúng chi cho nó dữ vậy, có nhiêu đây vị thôi thì người ta ước lượng cúng cho nó vừa thôi là được rồi, chứ chi cúng thừa mứa vậy. Rồi con số vị khác thì nói đó là có lẽ đây là tôn giả Anuruddha khoe mẽ rằng mình có thân nhân bà con đông đảo, rồi phước vật dồi dào, cho nên đó là thức ăn mới thừa mứa ra vậy. Thì xin thưa quý vị, những cái âm thanh bàn tán xì xào xôn xao đó, đó lọt vào võng mạc của Đức Thế Tôn, và thấy rằng cần tế độ cho những cái gì này, cho nên đó, Đức Thế Tôn ngài mới người đến giảng đường ngài hỏi, thì chư tăng mới trình bày lại, họ cũng khởi lên những cái hoài nghi thắc mắc vậy đó. Nghe chư tăng trình bày vậy xong, cái Đức Phật ngài nói này các tỳ kheo, không có phải do Anuruddha con trai của ta kêu thân bằng quyến thuộc thức ăn tới để mà khoe mẽ dạy dạy đâu, hoặc là gì, không có phải là cái quả báo sám môn đâu,
À, mà đây đó à, không có phải quả Bát Sa Môn đâu ha, mà các cái vị thánh lậu tận đó thì không có dính mắc, không có bận lòng à, chi đến cái loại vật thực này đâu. Cái buổi cúng dường vật thực này đó là do quái lực của chư thiên à, do quái lực của chư thiên à, tức là qua duyên sự chúng ta cũng biết đó, à, là do cô tiên nữ Chalini đó, cổ đi sách động sách tấn kêu gọi bà con ở trong thành đó, họ mới đem lên họ cúng dường à, điều này đó chúng ta cũng hiểu nè ha. Chúng tôi xin hỏi quý vị, cắt ngang đây, chúng tôi xin hỏi quý vị, của cải vật chất mà phát sanh đến cho người tại gia cư sĩ đó thì do mấy nhân à, rồi của cải mà phát sanh đến cho người tu đó thì do mấy nhân à, xin thưa tôi trả, chúng tôi trả lời luôn ha, chứ giờ đợi quý vị trả lời đôi khi nó cũng hơi lâu á. À, của cải phát sanh đến cho người tại gia cư sĩ do hai nhân. Một là do lao động, gọi là nhân cần lao à, là do lao động mồ hôi, do lao động bằng chân tay hay là do lao động bằng cái đầu óc để có của cải phát sanh. Thứ hai là do nhân phước quá khứ à, chính vì vậy đó mà chúng ta thấy ở đời đó có những người làm chơi nhưng mà ăn thật đó à, làm mấy đứa trời mà của cải quá trời luôn. Có đôi khi đó chúng ta thấy có những người không có làm luôn đó, mà cũng có quá trời của cải vật chất, đó là do nhân phước. Như vậy thì của cải tài sản vật chất phát sanh lên cho người tại gia cư sĩ do hai nhân vậy. Thì người xuất gia thì như thế nào, xin thú vị? Người xuất gia cũng do hai nhân nhưng mà nó khác hơn. Thứ nhất đó là cũng do nhân phước, và thứ hai đó là do nhân quả báo sa môn hình thức. À, điều này bà con chúng ta có thể tham khảo cái bài kinh Thừa Tự Pháp ở trong trong Trung Bộ Kinh đó. À, là vì do mình đi theo Đức Phật, do tu theo Đức Phật nè cho nên được thừa tự tài vật à, thì đi tu theo Đức Phật vậy thôi, cái bắt đầu đó là người ta mới cúng cho mình cái ăn nè, cái mặc nè, chỗ ở nè, thuốc trị bệnh đó. Thì đi tu theo Đức Phật đó là mình phải cạo đầu đắp ý. Cho nên phát sanh lên những cái đó, thì những cái đó phát sanh lên đó là gọi là à, phát sanh lên kiểu vậy đó thì gọi là quả báo sa môn. Mình đi tu cho nên mình được người ta cúng vậy à. Rồi thứ hai đó là phát sanh lên do nhân phước à, thì kiếp này mình đi tu nhưng mà trước đây đó, các kiếp trước trước đó có thể mình đi tu và mình không đi tu, tức là ở tại gia cư sĩ đó mà có bố thí đó, thì thành ra đó là giờ phước Phật nó phát sanh đến đó. Thì chúng tôi chứng minh cho quý vị bằng hai câu chuyện. Một là qua cái duyên sự này nè, Đức Thế Tôn Ngài khẳng định cái chuyện mà người ta cúng dường là nhiều nhiều này nè đó, đây là không phải do Ngài Anuruddha. Điều đó có nghĩa đó là không phải là do cái sự tu hành rồi này cái nợ của Ngài mà người ta cúng à, mà đây là gì, do năng lực của chư thiên. Thì tức có nghĩa là gì, do cái nhân phước quá khứ à, do nhân phước quá khứ thành ra khiến cho à, cái cô tiên nữ kia đó cổ mới đi kêu gọi người ta tới cúng dường cho Ngài. À, thành ra đó là của cải vật chất phát sanh lên cho người tu đó có hai nhân vậy. Thì trong trường hợp của Ngài Anuruddha này đó là phát sanh lên do nhân phước, đó là một câu chuyện à. Câu chuyện thứ hai là liên quan tới Đức Phật, xin thưa quý vị à, đó là một lần mà ở thành quê Sali đó bị ba cái nạn đó, là bệnh tật nè, đói nè, rồi phi nhân quấy phá à, bây giờ đó là vua quan rồi lại dân chúng ở cái xứ đó đó người ta mới cung thỉnh Đức Phật cùng với chư tăng về
để ngõ mong hồng ngông, để ước muốn đó là các cái dịch đó nó tiêu trừ đi đó. Đó thì trên đường Đức Thế Tôn ngài đến thành Vesali đó, trải cũng nhiều thành lắm, và ngài đến đâu đó thì là được chư thiên nè, rồi là Long Vương nè, rồi là dân chúng, người ta dựng cờ xí nè, rồi thuyền bè xe cộ nè, đường xá rồi đó, là rất là hoành tráng, để đoàn của Đức Phật cùng với chư tăng đó đi qua. Thì sau đó chư tăng mới kháo nhau nói rằng quả thực là cái quy đức của Đấng Như Lai khiếp quá, thì thành ra đó mới khiến cho Phạm Thiên nè, rồi là chư thiên các cõi trời nè, rồi Long Vương nè, vua quan khắp các nơi đó, người ta tổ chức cúng dường cung đón trọng hậu vậy. Thì Đức Thế Tôn ngài nói đây không phải là cái quy lực của Như Lai đâu, tức có nghĩa đó là không phải là cái quả báo của Phật, mình hiểu là quả báo của Sa Môn, mà đây là do nhân phước quá khứ, là một cái kiếp nọ ngài là cha của một vị Phật độc giác đó, rồi ngài mới săn sóc chăm lo cái bảo tháp vị Phật độc giác, mà vị Phật độc giác đó là con của tiền thân của ngài á, thành ra cái quả báo nó mới phát sanh, cái quả phước đó bây giờ đó mới phát sanh, thành ra đó chúng ta hiểu vậy ha, là của cải tài sản phát sanh đến người tại gia cư sĩ do hạ nhân, thì là người xuất gia cũng do hạ nhân, nhưng mà khác nhau vậy. Thì trong trường hợp này đó, đối với ngài Anuruddha đó thì là phát sanh do nhân phước, chứ không có phải đó là gì phát sanh lên do ngài Anuruddha đó này kia kia nọ, rồi khiến cho gì đó bà con thân bằng quyến thuộc nể phục rồi đem đến cúng, đại loại vậy, không phải vậy. Vậy vậy xong cái Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên câu kệ mà hôm nay chúng ta học. Yassa sawa parikhena ahare cha anisito sunyato animito cha vimokkhu yassa gocharo akasewa sakuntanang padang tassa duran nayang. Và câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Rồi có cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi khi nãy nữa, đây xem như là hai cái phần tham khảo để hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali này. Vậy thì xin thưa quý vị, ở cái câu kệ Bali này chúng ta cần học cái gì? Chúng ta tìm cái điểm chính để chúng ta học. Rồi chúng tôi thấy có cô Rạng Đông đưa lên cái bản dịch của ngài Hòa thượng Giới Đức, thành ra cũng xin được đọc để quý vị cùng nghe. Sa môn lậu được đoạn ly, uống ăn chẳng đắm, có chi phải bàn. Lòng không vô tướng nhẹ nhàng, chim trời giải thoát, non ngàn tìm đâu. Và hai cái bài kệ này đó có một cái chỗ mà chúng ta cần phải chú ý. Ngài Hòa thượng Minh Châu ngài cũng dịch là ăn uống, rồi ngài Hòa thượng Giới Đức ngài cũng dịch là uống ăn. Nhưng mà xin thưa quý vị, chữ ahare ở đây đó, ahara mà dịch vậy đó, thì nó sẽ bị thiếu đi. Hôm qua bà con có học một cái câu kệ, thì bên kia đó cũng có dịch là ăn uống đó, chữ Bali ở bên kia nó khác, xin thưa quý vị. Chữ Bali ở bên kia đó là phô chana. Để chúng tôi dở sang cái ở bên kia đó là
Ye sang san ni cha yo na thi ye pa rin nhà ta phu cha na, tức là liễu tri vẹn uống. Thì phu cha na đó mới dịch đạn uống, còn ahara dịch là vật thực. Thì cái chữ vật thực này nè hiểu nó rộng lắm xin thưa quý vị, chứ không phải chỉ có ăn uống không. Đó, cho nên ở hai cái bản dịch này chúng ta chú ý ở cái điểm đó. Rồi vậy thì cái câu kệ này chúng ta cần học cái gì xin thưa quý vị? Ở trong cái câu kệ này nè có mấy chi pháp mà chúng ta cần phải để ý, cần phải học. Thứ nhất đó là Asakwa Parikina, đoạn tận các lậu hoặc. Đó, vậy thì các cái lậu hoặc là gì? Cách đoạn tận ra làm sao? Thứ hai đó là Aharecha Anisito, là không có lệ thuộc vào các loại vật thực. Đó thì các loại vật thực này nè là gồm có những gì? Rồi làm đó không có lệ thuộc. Thứ ba là Sunyato Animito cha Vimokho Yasa Vucharo. Tức là cái hành xứ đó là không tướng giải thoát, không tánh giải thoát và vô tướng giải thoát. Câu kệ này mình chú ý đến ba điểm này. Đây là ba cái chi pháp mình cần phải nắm, cần phải hiểu. Và rồi từ đó đó mình bắt chước theo là ok rồi. Là mình có thể đó, nếu mà đủ duyên lành thì sẽ được gia nhập vào dòng thánh. Đó, vậy thì thứ nhất Asawa, các lậu hoặc. Thì các lậu hoặc là gì xin thú gì? Cái chữ lậu hoặc ở đây đó mình hiểu nó có hai nghĩa. Một là gì? Ngâm cảnh nhấn chìm. Đó là cứ khi nào mà mình còn trôi nổi trong ba cõi và sáu đường đó, thì vì do còn có lậu hoặc này nè, thành ra ngài hòa thượng Tịnh Sự đó ngài mới có cái câu thơ đó là chúng sanh già chết khổ sầu nè bởi nhân tứ lậu ở đầu của mình. Đó, vì do tứ lậu này thành ra đó là chúng sanh mới còn sanh ra già bệnh chết, chết rồi tiếp tục sanh trở lại. Đó, cứ sanh lòng vòng hoài vậy đó thì được gọi là lậu. Nghĩa thứ hai đó của cái chữ lậu này đó là nó thấm, nó rịn từ từ. Đó, nó thấm, nó rịn từ từ. Thì cái thấm rịn từ từ này đó mình hiểu hay giống như mình cái ngôi nhà của mình đó, mà mình lợp bằng cái gì đó đại loại vậy ha, mà nó không có kính. Thì là nước mưa nó sẽ thấm, nó rịn từ từ vô. Các cái bức tường của mình đó mà nó cũ kỹ quá, nó không có chắc đó, đó thì nước nó cũng thấm rịn từ từ. Thì cái cơ thể của mình này xin thưa quý vị, mình được gọi là chúng sinh ngũ uẩn, là có cái sắc pháp. Chúng sinh ngũ uẩn có sắc pháp này đó thì có sáu cái lỗ. Có sáu lỗ, hay mình gọi là sáu cửa, hay là sáu đường, hay là sáu môn gì cũng được. Sáu cái lỗ đó, đó nếu mà mình bích, mình giữ mà nó không có cẩn thận đó, thì các cái lậu hoặc này nè nó cứ rịn từ từ vào. Đó, thì trước hết mình hiểu các cái lậu hoặc này là cái gì cái đã nè. Các lậu hoặc này á, khi nãy chúng tôi nói ngài hòa thượng Tịnh Sự đó, ngài nói đó là chúng sinh già chết khổ sầu bởi nhân tứ lậu ở đầu vô minh. Thành ra lậu hoặc này có bốn, đó là dục lậu nè, thủ lậu nè, kiến lậu nè và vô minh lậu. Bây giờ mình bỏ cái chữ lậu đi, thành ra còn lại gì? Dục nè, hủ nè, tà
kiến của mình. Thì dục và hữu đó, xin thưa quý vị, là tham. Dục đó là tham ở trong cõi dục, còn mà hữu đó thì là tham sanh hữu, tức là tham cảnh giới tái sanh, rồi tham trở thành ước muốn mong muốn đó, trở thành ông này bà kia. Thành ra đó là dục với hữu thì đều là tham, tức là sự mong muốn ước muốn dính mắc. Còn tà kiến là sự hiểu biết sai, vô minh đó là mê mờ không có hiểu biết. Thì ba cái thứ này nè, nó cứ thính, nó cứ rịnh, nó thấm từ qua con người ngũ quẩn của mình. Nên là có sáu cái lỗ đó, hay là sáu cửa đó, là cửa mắt nè, cửa tai nè, cửa mũi, cửa lưỡi, cửa thân và cửa ý. Nó cứ rịnh từ từ vậy đó. Quý vị có khi nào đó mà bị người ta dụ mình đó, để mình mê một cái gì đó không? Ví dụ như mê uống rượu nè. Mới đầu người ta kêu mình uống rượu đi, nó ngon lắm. Cái lần đầu tiên mình từ chối, lần thứ hai mình từ chối, lần thứ ba mình từ chối, lần thứ 10 làm đủ. Đó thì nó cứ đi từ vô vậy đó. Có bắt đầu là gì? Tham dục vô đó. Mà tham dục ở đây đó là tham vị rũ đó. Đó, nó thấm từ từ vậy đó, xin thú vị. Còn ai mà trẻ trẻ cái là em yêu anh yêu em đi, em yêu anh yêu em đi, từ từ rồi cái yêu nhau. Đó là cũng là tham dục. Nhưng mà tham đó là gì? Tham ái luyến nam nữ. Hoặc là gì? Nó chửi mày kìa, mày cũng chửi lại. Vậy là nhục. Lần đầu tiên nhịn được, lần thứ hai cũng nhịn được, lần thứ ba cũng nhịn được, lần thứ năm không nhịn được, đánh đại. Đó là bắt đầu cái gì? Bị mê mờ rồi đó, xin thú gì? Đó là lúc đó là nói theo cái kiểu người đời mình đó, là bắt đầu ngu lên rồi đó, là vô minh nó len vô rồi đó. Thành ra mới đặt bãi, là không có hiểu biết ra được cái gì đúng gì sai, nhân quả. Cho nên đó là gì? Mới để cho vô minh đó nó đi lọt vô cái lỗ tai, từ từ bắt đầu đó vẫn ra hành động. Đó lậu là vậy đó. Bây giờ làm sao đó để đoạn? Thì xin thưa quý vị, mình cũng phải biết nó là cái gì. Dục lậu là như thế nào, hữu lậu là như thế nào, kiến lậu là như thế nào, vô minh lậu là ra làm sao. Đó, rồi cái nguy hại của nó như thế nào. Cứ khi nào mà còn bốn cái lậu hoặc này, tức là khi nào mà còn tham này, khi nào còn tà kiến, còn vô minh, đó thì là mình cứ vẫn phải bị lăn trôi ở trong ba cõi sáu đường. Mà lăn trôi ba cõi sáu đường thì là chịu vô vàn những cái khổ đau, bị người ta chê, bị người ta chửi, bị người ta lừa gạt, bị người ta phỉnh dụ, bị bệnh tật, bị cô phi hành hạ, vân vân và vân vân, đủ thứ. Đó, mình thấy ra cái mối nguy hại của nó vậy, cái thành ra là gì? Giờ mình từ bỏ nó đi. Thì từ bỏ làm sao? Mình biết được là tham, tà kiến, vô minh này nè, nó thấm rịn từ từ vô con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý của mình. Đó, thì bây giờ đó là mình cố gắng mình gìn giữ con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình, để đừng có cho mấy cái tham nè, tà kiến nè, vô minh nè, nó len từ từ vô. Mình phải có cái khả năng ngăn chặn từ từ vậy đó. Ở trong kinh niệm xứ Đức Thế Tôn ngài dạy là gì? Nguyên nhân nào nữa, khiến cho tham sân si nó sanh lên từ mắt, thì từ bỏ cái nguyên nhân đó đi, thì lúc đó đó tham sân si nó không sanh lên nữa. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ còn mình có cái gan đó không? Mình có dám làm vậy không?
Để ha, mình có cái gan đó thì buộc lòng đó mình cũng phải hiểu cho nó rõ. Thành ra hồi nãy chúng tôi mới nói với quý vị đó, à, trước hết mình mới biết đậu là cái gì, à, nó có cái gì, cái tai hại của nó ra làm sao, mình có chấp nhận cái tai hại đó hay là không. Khi nào à, mà mình cương quyết không có chấp nhận, gánh chịu cái hậu quả tai hại đó đó, thì bắt đầu tự bản thân của mình chứ không ai làm giùm đâu. À, mình ngăn không có cho tham tà kiến vô mình, nó thấm từ từ vào mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. À, ngăn từ từ vậy đó, ngăn đến lúc nào đó à, thì dĩ nhiên có làm là có kết quả, có ngăn chặn vậy thì là đến một lúc nào đó sẽ đoạn ly được nó. À, khi mà đoạn ly được các lậu rồi đó thì tức là tham là không còn tà kiến, là không còn vô minh. À, thì không còn tham, không còn tà kiến, không còn vô minh, dẫn đến gì xin thú vị? Ahare cha anisito, à, là không có lệ thuộc vào các cái loại vật thực. À, thì ahara ở đây đó có bốn. À, ahara có bốn, mời bà con biết ha. Một là gì? Đoạn thực, tức là thức ăn thức uống á. Thức ăn thức uống này nè, nó nuôi dưỡng cái cơ thể, cơ thể sắc 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 thân này đây nè. Đó, thì giờ mình hiểu ra, à, mình hiểu ra thức ăn thức uống này nó nuôi để dưỡng cho cái cơ thể này thôi nè, thì thành ra ăn sao để cho cái cơ thể này nó khỏe thôi. Đó, nhưng mà giờ không còn vô minh thì thành ra hiểu cao hơn nữa, à, là có. Đối với người tu này nè, có cái ăn cái uống đó đó là do hai nhân. Một là đời xưa kiếp trước mình có tạo phước thì bây giờ đó người ta mới cúng cho mình. Thứ hai là do cái nhân tu hành, mình tu hành ngon lành đó thì người ta mới cúng cho mình. Đó, giờ mà mình tu hành hơi dễ vui tí đó thì người ta không cúng. Đó, hoặc là nhân phước quá khứ không phát sanh thì giờ người ta không cúng. Cúng thì mình dùng, mà không cúng thì thôi. Đó, nhịn bữa hai bữa không chân tay nào cả. Đó, từ cái chỗ hiểu ra vậy thì bắt đầu là gì? Mình mới không có lệ thuốc. Đó, chứ còn mà mình hiểu ra vậy đó là trời ơi đói quá phải chạy đi tìm à, thì là lúc đó đó là gì? Làm nô lệ cho tham, tham vị đấy xin thú gì à, thì bây giờ cái vị này không còn lậu hoặc nữa, tức là không còn tham rồi, thành ra không lệ thuộc. Là vật thực thứ hai là xúc thực à, xúc thực là cái thức ăn nuôi dưỡng các cái cảm thọ. Vui buồn có năm loại cảm thọ à, vui buồn sướng khổ và không vui không buồn không sướng khổ à, hoặc là không vui không buồn. Còn nếu mà nói cảm thọ gọn có ba, đó là khổ lạc phi khổ phi lạc à, thì cái các cái cảm thọ này nó phát sinh lên cũng không có phải là do cái ước muốn của mình, mà nó phát sinh lên phải do nhân do duyên. Đó, thì thành thử ra là gì? Mình không có đi tâm cầu à, cái cảm thọ êm ái à, như trong trường hợp này nè, cũng là cái duyên sự của ngài Nú Rú Thá này đây đó. Cái y mà ngài có đó sư tu vị là vải chư thiên cúng. Thì vải chư thiên khi nãy trình bày duyên sự chúng tôi nói đó là nó tốt còn hơn là lụa thái trúng, lụa hành tâm mặc vô nó rất là êm ái, thì đó là xúc êm ái. Nhưng mà ngài thì không có, ngài không đi tìm ba cái đó. Bằng chứng là gì? Ngài mặc phấn thảo y mà à, phấn thảo y có nghĩa là sao? Là có vải nào cũng được hết à, cứ gặp trước mặt mình đó là mình lậm, mình về mình may mặc thôi, vải đó thô cũng được mà tế cũng xong. Đó, như vậy có nghĩa là cái gì? Là ngài không có đi tìm cái lạc thọ êm ái đó. Đó vậy là không có lệ thuộc. Đó là tư niệm thực. Tư niệm thực là nghiệp đó, làm thức ăn tạo ra cái quả dẫn đi tái sanh. Đó mà không có lậu hoặc rồi, chấm dứt vô minh rồi thì thành ra là gì? Không có tạo ra quả tái tục dẫn đi tái sanh nữa.
hết lệ thuốc. Thứ tư, tức thực đó là quả tái tục tạo ra một danh sắc mới. À, thì vì A-la-hán là đã cắt đứt đi nghiệp thiện và nghiệp ác rồi thì thành ra không có tạo ra quả thức. À, không có cho ra quả thức nữa thì thành ra là cũng không có dẫn đến danh sắc. À, tức là đã cắt đứt đi ở cái chỗ anh nè. À, thì thành ra thức đó, cũng cắt đứt luôn rồi. Thức cắt đứt đó, thì thành ra là gì? Danh sắc mới không có. Không để thuộc là vậy đó. À, và cái hành xứ của cái vị này nè. Sunyato a nimitto cha vimukho yasa gucharu. Hành xứ của cái vị này đó là ở trong không tánh giải thoát, vô tướng giải thoát. Không tánh giải thoát, vô tướng giải thoát là sao? Không tánh giải thoát đó là không tánh giải thoát là do cái vị này tu tập suy quán về cái đề mục vô ngã cho thành tựu cứu cánh đời sống tu hành. Thì thành ra đó, và đi trong cái hành xứ này có nghĩa là tâm an trú ở trong cái tướng vô ngã. Tướng vô ngã rồi không vô tướng giải thoát, an trú cái tâm của mình trong vô tướng giải thoát, thì đạt đến vô tướng giải thoát là do suy quán hay là niệm quán về đề mục vô thường. Cho nên tâm an trú ở trong tướng vô thường thì khi đó được xem như là animitto vimokkhu của cha ru, là đi trong cái hành xứ đó. Đó vậy đó sư thú gì? À, thì với người mà vậy đó thì thử hỏi bà con chứ sau khi thân bại mạng chung đó họ có đi đâu về đâu được nữa không? Không, hết rồi. Dạ, không hết rồi. À, giống như là có một cái câu chuyện hồi thời kỳ Đức Phật đó, có cái ông Bà La Môn nọ, ông có cái tài là ông gõ vô cái đầu của người ta, ông biết được người đó chết rồi đi đâu về đâu đó. À, thì sở dĩ vậy đó là ông theo dõi được cái thức tái sanh, thành ra ông mới biết vậy. À, thì Đức Thế Tôn ngày mới đưa cho ông đó một cái đầu lâu của ông vị A-la-hán, ông gõ vô cộng đâu có thấy. Thì vị A-la-hán còn cái thức đi tái sanh, thành ra ông không biết nữa. Đó, mà sở dĩ không còn thức tái sanh là vì sao? Là vì người đó không còn ái. À, thành ra đó là gì? Không còn ái cho nên đó là không còn tạo ra cái quả thức. Quả thức đó dẫn đến hình thành thân danh sắc mới. Do đó đó, không có bất kỳ một cái dấu vết nào để người khác có thể thấy, có thể theo kịp, có thể theo dõi được. Đó, mình hiểu là như vậy đó, xin thưa quý vị. Thì thành ra là gì? Với người có những cái đặc tính vậy đó ha, thì là Akase wa sakunta nang padang tasa duranayam. Là cái dấu tích hay là cái dấu vết của họ đó, dấu chân của họ đó, mình không có đi theo được, mình không có tìm được. Giống như là cái con chim nó bay giữa hư không vậy đó, mình không thấy được cái chỗ nào đó lưu lại cái cánh của nó hay là cái chân của nó. Thì qua cái câu kệ này chúng ta cố gắng tập là bảo vệ mắt tai mũi lưỡi thân tâm của mình sao đó, để cho bốn cái lậu hoặc này nè, hay nói cách khác hơn là tham, tà kiến và si mê đó, nó đi từ từ vô cơ thể của mình, đến lúc nào đó mình sẽ có được những cái pháp tính đức tính này. Hơi lố giờ ha, thành ra thấy bà con bỏ đi hết rồi. Thôi, chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 93 tại đây. Phước báo phát sinh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo các xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Thầy.
Xá thú lâm thai, chúng con thành kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng nghĩa từ vựng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ pháp cú số 93 cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ. Chúng con thành kính tri ân sư và thượng tọa Minh Hạnh thỉnh đại đức Tuệ Đức chúc phúc cho đạo tràng để cho chúng con được trọn đủ phước báo. Con kính dâng mít đến sư Tuệ Đức. Nam mô Bụt Thầy ạ. Con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn, con xin thay mặt chư tăng để phúc chúc phước báo đến đạo tràng. Te tha la tha su khi ta vi ro na bút tha sa sa ne a ro ga su khi ta ho tha sa ha sa pe hi nha thị phi, cầu mong cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sithiya chanagatha sithamma tusikthamma tusikthamma tui đăng phá lăng e tasmin tanataya tasmin. Dạ, xin lỗi. Sithiya chanagatha sithamma tusikthamma tusikthamma tui đăng phá lăng e tasmin tanataya tasmin sambasa danache taso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân đại đức Tuệ Đức. Sau đây con xin đọc bát phước đến chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Dương thần lực tăng hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá giảng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Xin cho sự phó mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm